Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Trong 2 năm trở lại đây, Fitbit là cái tên đã quá quen thuộc trên thị trường đồng hồ thông minh. Sau thất bại thảm hại với mẫu Lonix, Fitbit đã kịp sửa sai bằng việc nhanh chóng tung ra thị trường dòng đồng hồ mang tên Vesta. Vị CEO của hãng này cho biết, những thứ mà nó mang lại là các tính năng sức khỏe và tập luyện, sở hữu thiết kế phổ cập và có thời lượng pin cao, ngoài ra thì còn có mức giá hoàn toàn chấp nhận được. Và quả đúng như vậy, ngay sau khi Vesta ra mắt đã nhận được những đánh giá vô cùng tích cực. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng mình đi sâu vào em đồng hồ này nhé! Khác với vẻ ngoài hầm hố của Lonix, Vesta sử dụng ngôn ngữ thiết kế trung tính với các góc cạnh bo tròn tạo điểm nhấn, phù hợp cho cả nam và nữ. Theo nghiên cứu của Fitbit, mặt đồng hồ được thiết kế bo tròn không phải để nó đẹp hơn, mà là điều cần thiết để đảm bảo sự chính xác của các chuyển động cơ học. Vesta sở hữu tỷ hệ màn hình là 1:1 với độ sáng là 1000 nits. Lớp kính Gorilla Glass 3 phủ trên bề mặt sản phẩm này giúp tăng khả năng chịu lực và hạn chế sự cháy sức. Với cơ chế tự điều chỉnh sáng linh hoạt, bạn có thể dễ dàng đọc được nội dung hiển thị khi mà trong phòng tập, ngoài không gian tự nhiên và cả dưới ánh nắng gắt. Tuy nhiên, vì Fitbit Vesta là smartwatch sở hữu màn hình công nghệ LCD chứ không phải là màn hình OLED, nên nếu bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, màn hình sẽ tự động tắt, trừ khi bạn ở chế độ theo dõi tập luyện. Việc thao tác trên Fitbit Vesta sẽ được thực hiện thông qua màn hình cảm ứng và 3 nút bấm vật lý, một ở bên trái và 2 ở bên phải. Hãng cho biết điều quan trọng đầu tiên mà nhóm thiết kế nghĩ đến là làm sao cho chiếc smartwatch có khối lượng phù hợp để đeo trên tay thuận tiện hơn. Tiếp sau đó sẽ là phát triển phần cứng, quyết định xem là tích hợp những gì để có thể đảm bảo trong phạm vi khối lượng đó. Fitbit đã tự tin nói rằng đây là chiếc smartwatch kim loại nhẹ nhất mà bạn có thể mua được. Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu, Fitbit cũng đưa ra các tùy chọn dây đeo với nhiều chất liệu khác nhau, từ dây đeo bằng sợi dệt cho đến dây đeo kim loại và cả chất liệu da cao cấp do Howell Leather cung cấp. Thêm nữa thì da mình vốn nhạy cảm nên khi đeo thì sẽ không bị thoải mái tí là sẽ mẩn da, khô da. Nhưng mà khi đeo Vespa thì không có vấn đề gì cả nên mà cũng khá là yên tâm. Về thời lượng pin thực tế của em nó cũng gần đúng với thông tin mà Fitbit công bố, tức là gần 5 ngày ở mức bình thường và 4 ngày với hoạt động cường độ cao. Tuy không thể so sánh được với các sản phẩm chuyên nghiệp nhưng mà xét tổng thể, thời lượng pin của Fitbit Vespa vẫn đủ để bạn không phải bận tâm về nó và sạc lại mỗi đêm. Để sạc pin cho Vespa, bạn cần một thiết bị với đong sạc khá nhỏ gọn và mất khoảng 2 giờ để sạc lại pin. Tuy nhiên, bạn cũng chỉ cần sạc khoảng 30 phút là em đã có thể hoạt động thoải mái trong một ngày rồi. Về hệ điều hành, Vesta chạy trên nền tảng Fitbit OS 2.0, tương tự với các sản phẩm khác của hãng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Fitbit phát triển cũng như là hỗ trợ ứng dụng trong tương lai. Tuy đúng là có rất nhiều app nhưng đa phần chúng đều trùng nhau về tính năng hoặc là yêu cầu trả phí một cách kỳ cục. Nếu là người chú trọng tới sức khỏe thì hẳn Vesta sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Vesta cho phép theo dõi số bước chân, số tầng leo, giấc ngủ, khoảng cách di chuyển, nhịp tim nghỉ, cardio và các bài tập hay là hoạt động trong ngày của bạn, giúp người dùng nhận biết được mức độ vận động và sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, nhất là về tim mạch. Về thể thao thì các môn thông dụng như là chạy bộ, đạp xe, bơi lội, treadmill, cử tạ hay là yoga thì đều có đủ cả. Bên cạnh tính năng theo dõi sức khỏe thông minh, mình muốn nhấn mạnh hai tính năng khác đáng giá là Relax và Fitbit Coach. Mặc dù là không tích hợp chức năng đo mức độ stress của cơ thể, nhưng với bài tập hít thở sâu trong 2 phút, Vesta giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong công việc và cuộc sống. Trong khi đó, Fitbit Coach được thiết kế như là một giáo trình giúp bạn tận dụng những khoảng thời gian dành cho việc tập luyện. Fitbit Coach có 3 chế độ tập luyện khác nhau là 10 phút, 7 phút workout và chest or chest để tùy chọn. Chẳng hạn như là 10 phút thì giúp các bài tập về nhóm bụng, giúp bạn giữ được vòng eo thon gọn, săn chắc. 7 phút workout thì gồm các bài tập luyện cường độ cao, không chỉ giúp đốt nhanh lượng calo trong cơ thể mà còn đẩy nhịp tim của bạn lên qua các bài tập calorie. Cuối cùng là chest to chest, bài tập kết hợp các động tác của hai chế độ trên. Các bài tập đều có hình ảnh minh họa giúp cho bạn tập luyện đúng tư thế, tránh được các chấn thương không đáng có thể xảy ra. Vesta còn có một tính năng dành riêng cho phụ nữ, đó là đo chu kỳ kinh nguyệt. Dựa vào các thông tin mà người dùng nhập liệu vào Vesta, bao gồm đau đầu, nổi mụn, chuột rút và các triệu chứng khác mà Vesta sẽ dự đoán được chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Không giống như là Lonix, Vesta không tích hợp GPS. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn theo dõi tuyến đường mà mình đang chạy thì bạn cần mang theo một chiếc điện thoại. Bù lại với bộ nhớ 2,5GB, lưu trữ cho khoảng 300 bài nhạc yêu thích mà bạn có thể chơi qua một cặp nghe Bluetooth. Điều này thì sẽ rất tuyệt vời cho việc giải trí trong những buổi tập luyện và chạy bộ. Nếu bạn là người chú trọng đến tính năng hiển thị thông báo của một chiếc smartwatch thì xin thưa rằng Vesta làm điều này khá tệ, hay nói đúng hơn là quá đơn giản đến mức như không có gì.
Nó có khả năng hiển thị thông báo tin nhắn nhưng chỉ vậy thôi. Và ngoài ra thì bạn sẽ không có cách nào để tương tác với thông báo đó hết. Thông báo cuộc gọi chung dễ thở hơn và người dùng có thể nhận hoặc là từ chối cuộc gọi. Vừa rồi thì mình đã cùng các bạn đi sâu vào các tính năng mà Fitbit Vesta có thể mang lại. Một điều không thể chối cãi là em nó vừa là một chiếc đồng hồ thông minh, vừa là một người bạn trong tập luyện. Với giá bán là 5.490.000 mà mình có tham khảo tại antien.vn cùng nhiều sự lựa chọn về màu sắc, em nó xứng đáng nằm trong danh sách smartwatch mà bạn tìm kiếm. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới của tụi mình nhé. Và đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!